Nước mất mà không biết là bất trí, biết mà không chiến đấu cứu nước là bất trung, chiến đấu mà không quên mình vì nước là bất dùng. Con hãy đi theo tiếng gọi của lòng con. Đây là những lời của nhà văn Sơn Tùng viết về câu nói của một người thầy giáo đã nói với người học trò xuất sắc Nguyễn Tất Thành để khiến anh càng thêm quyết tâm lựa chọn con đường đi của riêng mình. Và không lâu sau đó, năm 1911, Nguyễn Tất Thành mang bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và hoài bão lớn lao của người thầy giáo kính yêu lên tàu đi về phía kẻ thù của dân tộc để tìm đường cứu nước. Trong cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 2 năm học tại Trường Quốc học Huế kể từ năm 1907 đến năm 1908. Đó là khoảng thời gian đặc biệt có ý nghĩa đối với sự hình thành nhân cách, tư tưởng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Để rồi sau này góp phần tích cực vào sự nghiệp của một anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa. Nhưng ít người biết được, trong khoảng thời gian 2 năm đó, có một người thầy giáo với nhân cách, tài năng, tâm huyết của mình đã có những ảnh hưởng không nhỏ đối với học trò. Người thầy giáo đó là thầy giáo Lê Văn Miến, hay còn có tên gọi khác là Lê Huy Miến, là nhà giáo dục lớn của đất nước những năm đầu thế kỷ 20, là người họa sĩ hiện đại đầu tiên của nước ta, là người thầy giáo kính yêu của anh thanh niên Nguyễn Tất Thành ở Trường Quốc học Huế. Cô dạy ở Trường Quốc học thì không nhiều, mà Nguyễn Tất Thành học với cụ Lê Văn Miến cũng không nhiều, nhưng nó có một cái là về phương diện nghiên cứu của tôi ấy. Người thầy giáo không phải dạy cho học sinh nhiều, dạy về kiến thức, dĩ nhiên là phải dạy về kiến thức để mà, nhưng mà không phải là dạy nhiều mới là có ảnh hưởng lớn, mà cái quan trọng của một người thầy và đối với học trò là cái nhân cách tiêu biểu, cái nhân cách cao quý của cái người thầy đó. Có thể họ chỉ học được một buổi thôi, một ngày thôi, nhưng mà họ gặp được một con người như vậy thì họ rất có ảnh hưởng. Từ hơn 30 năm trước, trong tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng, cụ Lê Văn Miến đã được thể hiện với tư cách là một thầy giáo được cậu học sinh lỗi lạc Nguyễn Tất Thành ngưỡng mộ. Con nghe danh thầy đã lâu, nay con lại vinh dự được gặp thầy. Thầy là gương sáng về cốt cách người Nam để chúng con noi theo. Thầy đã từng du học ở bên Tây, ăn cơm Tây, nói tiếng Tây, nhưng không hề thấy thầy đã bị trừ đi một phần nào cái cốt cách dân tộc. Không có lớp các thầy, những người như thầy thì đâu có lớp chúng con. Nguyễn Tất Thành đã nói về cụ Lê Văn Miến như thế. Còn cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trước ngày đi Bình Khê nhận chức đã tin tưởng gửi gắm 2 người con trai đang sống ở Huế cho cụ Miến. Có thể nói, từ mối thâm giao giữa 2 gia đình, từ mối quan hệ gắn bó giữa 2 thầy trò, một người đã từng học, từng sống ở Pháp như thầy Miến hẳn đã góp phần không nhỏ định hướng cho Nguyễn Tất Thành, gợi cho người thanh niên chọn nơi dừng chân đầu tiên trên lộ trình tìm đường cứu nước là Tổ quốc của cuộc cách mạng năm 1789, nơi đã dâng cao ngọn cờ tự do, bình đẳng, bác ái vào thời đó. Tôi nghĩ đây là gọi là người thầy đầu tiên của chàng trai Nguyễn Tất Thành khi đang học ở Quốc học Huế. Thì bây giờ cái sự kiện ấy đã qua một thế kỷ, nhưng chúng ta có thể hình dung rằng cái chàng trai Nguyễn Tất Thành, tức là anh ba và Nguyễn Ái Quốc sau này, trước khi đi Pháp học với cụ Miến, và cụ Miến là người họa sĩ đầu tiên đã tốt nghiệp với trường mỹ thuật danh giá ở Paris, và cụ về nước thì trước khi ra đi thì cụ Miến đã gặp anh Nguyễn Tất Thành. Thì tôi chắc cái tưởng tượng này có nghĩa là hoàn toàn đúng, là cái lộ trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành đi sang Pháp đầu tiên không phải là ngẫu nhiên, mà tôi nghĩ là có lẽ là cái gợi ý của cụ Lê Văn Miến, và cụ đã ở Pháp
Mặc dù khi ấy Pháp là cái đất xâm lược, nhưng mà cái văn hóa Pháp lúc đó, và nhất là cái cách mạng Pháp, thì nó rất có ý nghĩa đối với nhân loại. Thì chính Cụ Miến đã gợi ý cho Nguyễn Tất Thành đến đường chủ nước, đến đầu tiên thì chính là tổ quốc của cái đất nước mà đã có cách mạng dân chủ tư sản Pháp. Thì tôi nghĩ đó là một cái dấu chấm đầu tiên mà con người ấy, thì cái bước chân đầu tiên tôi nghĩ là rất quan trọng. Cho đến nay đã hơn 70 năm, ngôi mộ của cụ Lê Văn Miến vẫn nằm lặng lẽ giữa vùng đồi Thanh Bình bên dòng Ô Lâu ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Tên Lê Văn Miến cũng đã được trân trọng đặt cho một con đường ở thành phố Huế, đặt cho một ngôi trường ở huyện Phong Điền. Tuy vậy, nhiều người vẫn chưa biết cụ Lê Văn Miến là ai. Vậy mà cuộc đời cụ Lê Văn Miến lại có biết bao điều đáng cho hậu thế noi theo. Đây là xã Nghi Long, xưa là làng Ông La, xã Kim Khê thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nơi quê hương sinh thành của cụ Lê Văn Miến. Cụ Lê Văn Miến sinh năm Giáp Tuất, năm 1874, trong một gia đình nhà nho yêu nước. Thân phụ là cụ Lê Huy Nghiêm, thời gian nhậm chức chi huyện tại Phú Lộc là bạn tâm giao với cụ Phan Đình Phùng. Sau khi đổi ra làm quan tại Sơn Tây, cụ lại bày tỏ thiện cảm và giúp đỡ cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Thiện Thuật, không chịu kết án và tha bổng cụ Hà Văn Bao, một lãnh tụ của nghĩa quân nên bị cách chức. Về sau, cụ được cử làm đốc học Hải Dương, rồi thăng án sát Hải Dương. Nhưng không bao lâu, cụ về chịu tang thân phụ và không chịu ra làm quan nữa. Còn quê hương Kim Khê là một vùng đất văn vật của Nghi Lộc mà mỗi khi nhắc đến, những người xứ Nghệ không khỏi tự hào. Phải nói là cái mảnh đất này là một cái mảnh đất rất hiếu học và có nhiều người học giỏi, đồ đạt cao. Như cụ Lê Huy Nghiêm, thân sinh của Lê Văn Miến. Rồi thầy giáo Nguyễn Thức Tử, từng là thầy giáo của cụ Phó Bảo, thân phụ Bác Hồ. Và kỳ sự này thì đất đai cũng cằn cỗi, những người nhiều người hiểu học và học giỏi. Sinh ra trong một dòng họ gia đình khoa bảng ở một vùng đất địa linh nhân kiệt như thế, nên từ rất sớm, Lê Văn Miến đã được tiếp xúc và làm quen với học vấn và sách vở, cũng như thấm nhuần truyền thống bất khuất của quê hương. Những năm cuối thế kỷ 19 cũng là thời kỳ thực dân Pháp đã bình định xong nước ta và thực hiện chính sách dùng người An Nam trị người An Nam. Vì thế đã tuyển chọn một số thanh niên sang học trường thuộc địa ở Paris nhằm đào tạo những quan chức cao cấp trung thành với nhà nước bảo hộ. Ba người được chọn trong khóa học năm 1888 là Hoàng Trọng Phu, Thân Trọng Huệ và Lê Huy Thản, anh trai của Lê Văn Miến. Nhưng vì Lê Huy Thản nhất định không chịu đi nên Lê Văn Miến đi thay, mặc dù lúc này mới 14 tuổi. Phải khai tăng thêm 2 tuổi mới đủ 16 tuổi để được hợp thức. Và như vậy, khi mới chỉ 14 tuổi, Lê Văn Miến đã trải qua một cuộc hành trình dài, đặt chân đến Paris trở thành học sinh của trường thuộc địa. Tuy nhiên, chí hướng của Lê Văn Miến không dừng lại ở khuôn khổ được định sẵn đó. Cụ Miến là một người rất là sáng dạ, thông minh và cụ lại không thích làm trốn quan trường. Và mỗi một người thì lại chọn cho mình một cái con đường riêng, một cái trường riêng sau khi học những cái khóa hành chính sơ đẳng. Thì cụ Miến đã thi vào trường mỹ thuật Paris.
Và cái điều này cũng rất là đặc biệt, bởi vì thi vào trường mỹ thuật Paris là một cái điều khó. Và với cái bản tính thông minh của cụ và cái sự khéo tay của cụ thì cụ đã vào trường mỹ thuật Paris học trong mấy năm liền. Và cụ học với giáo sư Jean Léon Giraud, là một trong những giáo sư rất là nổi tiếng. Tại trường Mỹ thuật Paris, Lê Văn Miến đã đạt thành tích rất cao trong học tập và tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Hiện nay, tại kho lưu trữ của trường Mỹ thuật Paris vẫn còn hồ sơ lưu về người học trò chăm chỉ này. Vừa qua chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng trong lưu trữ có ghi rõ ngày tháng năm Lê Văn Miến được nhận vào xưởng họa của giáo sư Jerome, một giáo sư của trường Mỹ thuật Paris và là một họa sĩ nổi tiếng thời bấy giờ. Thậm chí, chúng tôi đã tìm thấy giáo sư Jerome chứng nhận Lê Văn Miến là một học sinh giỏi. Khi đã là học trò của Jerome, thì điều đó chứng tỏ rằng ông Miến phải là một học sinh rất chăm chỉ. Ngoài ra, chúng tôi còn tìm được bức thư của thư ký trường Mỹ thuật Paris là Henri de la Borde viết rằng học sinh này đáng được tham dự giải Prix de Rome nhưng đã không tham dự vì ông Miến không phải là công dân Pháp. Có lẽ de la Borde đã thử giúp ông Miến tham gia cuộc thi này. Cụ thể ra sao thì chúng tôi không biết, vì tại trường Mỹ thuật Paris chúng tôi không có lưu trữ về những điều này. Nhưng ít nhất chúng ta biết chắc chắn rằng ông Miến là một học sinh giỏi của giáo sư Jerome và đủ tài năng để tham gia thi giành giải Prix de Rome, một giải thưởng hội họa danh giá. Sau 7 năm du học ở Paris, năm 1895, Lê Văn Miến trở về nước với con đường quan lộ mở rộng trước mắt cùng quyền cao chức trọng, bổng lộc hấp dẫn. Thế nhưng, với tấm lòng của một người tri thức chăn trở với vận mệnh đất nước, ông đã cương quyết từ bỏ con đường quan chức mà chọn con đường nghệ thuật hội họa và giáo dục để thực hiện hoài bão mở mang dân trí. Trước khi trở thành người thầy giáo của Nguyễn Tất Thành tại trường Quốc học Huế, Lê Văn Miến đã có một quãng thời gian dài mưu sinh trải dài từ Hà Nội đến kinh thành Huế. Sau khi mà cụ về nước thì cụ không làm quan, mà cụ muốn đi theo cái nghiệp mà họa sĩ. Thì ở Hà Nội có một cái nhà in lớn là Schneider. Schneider đó là họ thuê Lê Văn Miến vô để làm cái việc gọi là trình bày ở trong cái nhà in. Thì khi mà cụ ở đó thì có ông quan đang là một người trí thức mà rất tôn, rất trọng trí thức. Thì đó là cụ Đào Tấn. Thế nên cụ Đào Tấn là cụ với rước là họa sĩ Lê Văn Miến vào Nghệ An. Rồi sau đó thì cụ Đào Tấn về làm thượng thư bộ công ở tại Huế. Thì là Lê Văn Miến mới đi vào Huế để làm việc ở tại là bộ công. Thì trong này, trong thời gian mà cụ làm việc ở bộ công đó thì cụ thường bí mật là được vua Thành Thái tiếp. Vua Thành Thái là muốn đặt cho cụ Lê Văn Miến vẽ các kiểu súng, vẽ những kiểu súng trường, vẽ những cái kiểu súng. Và đó là nó là bí mật đối với ông với triều Nguyễn. Nhưng mà cái mà gọi là thực tế thì cụ Lê Văn Miến cái thời mà đã dạy ở ngoài Nghệ An. Dạy ngoài Nghệ An là khi mà mới về với Đào Tấn thì dạy mỹ thuật ở tại Nghệ An. Nhưng mà ghi vào đây thì cụ là dạy trường quốc học. Năm 1907, khi thầy giáo Lê Văn Miến được điều từ Nghệ An vào dạy pháp văn và vẽ ở trường Quốc học Huế, cũng là thời gian hai anh em Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành thi đậu vào trường Quốc học. Cụ Nguyễn Sinh Sắc đã đưa hai con đến gửi cho người bạn vong niên là thầy giáo Lê Văn Miến chăm sóc dạy dỗ để lên đường nhậm chức ở Bình Thuận.
Chính trong thời gian này, người học trò Nguyễn Tất Thành đã được học với thầy giáo Lê Văn Miến và chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ những lời thầy dạy. Những điều này đã được nhà văn Sơn Tùng tái hiện cụ thể trong tiểu thuyết lịch sử Búp Sen Xanh. Thưa chú, cháu được nghe các bậc cha anh tỏ lời thán phục chú là một người tiết kiệm từng lời, từng chữ, không bao giờ nói thừa, viết thừa. Hôm nay, lần đầu tiên cháu được vinh dự hầu chuyện chú, cháu vô cùng cảm động. Cháu ơi, nước mất mà không biết là bất chí, biết mà không chiến đấu cứu nước là bất trung, chiến đấu mà không quên mình vì nước là bất dùng. Chú là người đã phạm điều tam bất ấy, thì phải tự biết xấu hổ với quốc dân lắm. Đây là chi tiết của tiểu thuyết, nhưng nhiều bằng chứng cho biết trong suốt 30 năm theo nghề giáo chức, Lê Văn Miến luôn giữ tròn nghĩa khí của một kẻ sĩ, khiến các quan Tây cũng phải nể trọng. Trong gần 30 năm làm nghề giáo, cụ Lê Văn Miến đã có rất nhiều học trò đã trở thành những tên tuổi lớn, những nhân vật lịch sử của đất nước. Ngoài người học trò lỗi lạc Nguyễn Tất Thành, giáo sư Lê Thước, một nhà giáo dục, nhà biên khảo nổi tiếng ở đầu thế kỷ 20, còn có thể kể đến Lê Đình Thám, Lê Đình Dương, Trần Trọng Kim, Lê Văn Kỳ, Trần Đình Nam, Nguyễn Đình Chi, Phạm Phú Tiết, v.v. Tất nhiên, sự thành đạt của những người học trò này còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, nhưng nhất tự vi sư, thầy giáo Lê Văn Miến không chỉ truyền đạt kiến thức mà bài học về lòng yêu nước, về nghĩa khí của một kẻ sĩ mà thầy Miến gieo trồng cho bao thế hệ học trò, hẳn có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của họ. Những năm cuối đời, cụ Lê Văn Miến sống trong cảnh mù lòa và đã chọn một mảnh đất bên dòng sông Ô Lâu, huyện Phong Điền, thành phố Huế để an hưởng tuổi già trong sự chăm sóc của các thế hệ học trò. Cụ Lê Văn Miến mất ngày 6 tháng 6 năm 1943, hưởng thọ 70 tuổi. Trong cuộc đời của mình, cụ Lê Văn Miến không chỉ là một người thầy giáo có nhân cách vô cùng đáng kính trọng, mà còn là một họa sĩ có vai trò quan trọng đối với nền hội họa hiện đại Việt Nam. Tác phẩm của cụ Lê Văn Miến để lại còn đến bây giờ chỉ là một số chân dung và rất ít tranh diễn tả sinh hoạt cuộc sống theo khuynh hướng tả thực, dùng phương pháp Tây Phương để trình bày phong cảnh và con người An Nam. Đặc biệt trong số đó phải kể đến bức Bình Văn hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây được coi là kiệt tác đầu tiên của nền hội họa hiện đại Việt Nam và được những nhà nghiên cứu mỹ thuật đánh giá rất cao về mặt mỹ thuật cũng như về mặt giá trị lịch sử. Khi mà tìm được bức tranh của họa sĩ Lê Văn Miến này thì có cái niên đại là 1898. Chúng ta tìm được cái bức tranh Bình Văn này cũng cộng thêm vài cái bức tranh nữa ở Huế và ở trong Nghệ An ấy, thì chúng ta có thể đẩy được cái hội họa của Việt Nam được 1/4 thế kỷ nữa, nó sớm hơn được 1/4 thế kỷ nữa, tức là cái hội họa của chúng ta gọi là hội họa giáo vẽ đấy thì nó có thể nó sớm hơn, tức là cuối thế kỷ thứ 19 đã có xuất hiện rồi và có tác giả rồi và có một cái tay nghề và có một cái nền học vấn, tức là đã tốt nghiệp trường mỹ thuật của một cái trung tâm mỹ thuật thế giới ở Pháp và có một cái kỹ thuật sơn dầu, đó là cái kỹ thuật mà không phải của Việt Nam mà của phương Tây đem lại, cho nên là cái việc xuất hiện Lê Văn Miến với cái bức tranh Bình Văn trong cái lịch sử mỹ thuật của Việt Nam thời kỳ cận đại đó nó rất là quan trọng, vì nó đẩy đến được những cái giá trị thẩm mỹ, cái giá trị nghệ thuật tạo hình của Việt Nam nó sớm hơn và như thế là nó làm cho cái nền tảng của cái nghệ thuật tạo hình của Việt Nam ấy, nó sớm được tiếp cận với phương Tây và sớm tiếp cận được với những cái phương pháp khoa học.
Ngôi chùa Ba La Mật cổ kính này tọa lạc ở ngay ven thành phố Huế. Đây là ngôi chùa do bố chánh Nguyễn Khoa Luận lập ra vào năm 1886. Không gian của ngôi chùa tuy không rộng lắm so với các ngôi chùa nổi tiếng khác ở Huế, nhưng vẫn luôn toát lên sự thoải mái, yên bình, có cảm giác khiến cho tâm hồn tĩnh tại. Điều đặc biệt là tại ngôi chùa này còn lưu giữ hai bức tranh gần như còn nguyên của họa sĩ Lê Văn Miến. Đó là hai bức chân dung cụ ông và cụ bà Nguyễn Khoa Luận, là bố mẹ vợ của họa sĩ Lê Văn Miến. Hai bức tranh này đều không sử dụng chất liệu sơn dầu như thường thấy ở tranh của Lê Văn Miến, mà được vẽ bằng phấn màu trên giấy. Cả hai bức tranh đều có tuổi thọ ngót nghét hơn 100 năm, song vẫn đang trong tình trạng được bảo quản khá hoàn hảo. Màu tranh, nét vẽ đều còn rất sáng rõ. Không biết họa sĩ Lê Văn Miến đã mất bao lâu để hoàn thiện hai bức chân dung này, nhưng trải qua bao thời gian, hình bóng người họa sĩ vẫn luôn hiện hữu trong trí tưởng của các thế hệ hậu duệ. Những tác phẩm của cụ Miến để lại cho chúng ta không nhiều do cái hoàn cảnh lịch sử, cho nên sau này ông cái việc vẽ của ông rất hạ hữu vì công việc dạy học, vì hoàn cảnh gia đình. Ông cũng bị mù mắt rất là sớm, cho nên là năm 1929 ông đã phải nghỉ hưu vì mắt bị mù. Chúng ta cũng biết rằng làm một cái người thanh bạch như ông cho đến lúc mất đi thì nhà cũng không có, mặc dù làm đến quan thượng thư, tức là bộ trưởng bây giờ đấy, và dạy tất cả các yếu nhân của nhà nước Triều Nguyễn, nhưng mà đến lúc ông nghỉ hưu thì cũng không có nhà, và những người học trò phải dựng cho thầy một cái nhà nhỏ. Và cũng chính các thế hệ học trò của cụ Lê Văn Miến đã vinh danh thầy giáo của mình sau khi cụ mất bằng bức hoành phi ba chữ Thế Gian Sư, thầy của thiên hạ. Bức hoành phi này chính là sự ghi nhận chính xác nhất tài năng, nhân cách và công lao của người thầy giáo Lê Văn Miến đối với sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Cụ Lê Văn Miến đã đi trước 2 năm, không kịp chứng kiến người học trò xuất sắc của mình giờ đây đã là Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và tự thật là thành một nước tự do độc lập. Thế nhưng chắc chắn một điều rằng người học trò Nguyễn Tất Thành ngày ấy đã làm thỏa nguyện được ước mong của người thầy giáo đáng kính. Người đã dành tất cả tâm huyết, sức lực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhân tài cho đất nước, đúng như lời giáo sư Lê Thước hàm ơn người thầy của mình. Cụ Miến không chỉ dạy chữ, dạy bài học về lòng yêu nước, về nghĩa khí của một kẻ sĩ, mà cụ Miến còn là tấm gương cho bao thế hệ học trò trong việc hình thành nhân cách của họ.